Hello, xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi series đó là Top 20 NFT Game Play to Earn. Và bây giờ các bạn hãy cùng Jenny bắt đầu video nhé. Trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên đó là chúng ta có thể ủng hộ Jenny cũng như là đội ngũ Co68 bằng cách là mình tham gia nhóm 68 Gaming. Đây là group đầu tiên và duy nhất của Co68 về game NFT. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi cho các admin, rồi mình sẽ có những bài viết chia sẻ tất cả mọi thứ ở đây ha. Chúng mình có hai kênh, một cái là group, một cái là channel. Các bạn nhớ mời bạn bè cùng join nhé. Rồi, trong video ngày hôm nay thì Jenny sẽ cùng các bạn đi tiếp hai game tiếp theo là game số 4 và game số 5. Ở video lần trước thì mình đã review xong 3 game đầu rồi. Các bạn nhớ bấm vào video trước để xem lại nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu review game số 4 là X-World Games. Game số 4 mình muốn giới thiệu đó là X-World Game. X-World Game là một game mà Kairos Ventures cũng đã đầu tư vào con này. Đây là giao diện của website X-World Game ha. X-World Game nó là một game đây cái style, các bạn biết cái style design nó sẽ là kiểu như thế này nè. Đó, và nó sẽ là game card, dream card, sẽ chơi thẻ bài. Đây, quỹ đầu tư cho X-World Game các bạn có thể thấy có logo của Kairos và một số quỹ khác như Moonwells, Binance Chain, EO21, SNZ, vân vân. Trên Capital, vân vân. Đó, thì để chơi game các bạn có thể bấm vào, đầu tiên là mình bấm vào link bài viết của Co68 xem review nha. Và một thông tin khác đó là, Binance Smart Chain. Họ vừa rồi, họ vào ngày 29 tháng 7 họ công bố những cái người chiến thắng cái cuộc thi Most Valuable Builder MVP đợt 2. Đó là 10 con game này, và trong một những con game đó có X-World Game. Các bạn có thể thấy những game khác như là Fairland hay là Apaka, My DeFi Pet, Crypto Plates đó. Thì một trong những game mà thuộc top 10 cũng là có X-World Game. Rồi, hướng dẫn toàn diện cách chơi kiếm tiền từ X-World Game. Đây là cái style design và thể loại game về card nha. Về chiến đấu này, staking card hoặc là trao đổi card cho nhau để nhận về X-World Game. Nói qua một chút về token của X-World Game, các bạn có thể xem trên PancakeSwap. Rồi, mình có link sẵn này, PancakeSwap. Rồi, các bạn connect ví MetaMask. Sau đó có thể select currency của X-World Game. Bạn nào mà chưa có token contract thì các bạn vào phần Twitter của X-World Game á. Trong phần Twitter nó sẽ có, đây nè, trong phần Twitter nó sẽ có một cái BSC contract. Thì các bạn bấm vào đây để lấy đúng cái contract của nó nha. Không thôi là lừa đảo rất nhiều. Giá của X-World Game hiện tại mình nhớ là nó đã ít 100 rồi. Đang là 0.13, mà có những bạn đã mua từ có những quỹ hoặc là những bạn đã mua giá từ 0.002. Các bạn lấy 0.13 chia cho 0.002 là nó đã ít 65, là hồi trước nó có một lần ATH là ít là 100 rồi các bạn. Giá của X-World Game ít khá là cao ha. Thì game này đó là các bạn phải mua card mới chơi được nha. Mình sẽ bấm vào phần play cho các bạn xem thử. Đây, các bạn phải mua card mới chơi được. Và một card là bao nhiêu? Tối thiểu 250 đô để bắt đầu chơi. Và rất tiếc không có chế độ chơi thử, cho nên là phải mua card mới chơi được, không có chế độ chơi thử nha. Đây, mình sẽ connect với ví MetaMask. Sign. Ok, cách chọn mua card như thế nào? Thì các bạn lưu ý về cấp sao của card, tức là card có cấp sao càng cao thì càng mạnh và farm được X-World Game nhiều hơn. Đây là một cái bảng cho các bạn tham khảo khi mà màu của card là gì, thuộc loại gì thì farm sẽ được 30 ngày sẽ được bao nhiêu, 60 ngày sẽ được bao nhiêu X-World Game. Cách mua card tức là các bạn phải mua X-World Game trước, mua token X-World Game lúc nãy mình đã chỉ là trên PancakeSwap. Đó, trên PancakeSwap vào một trade exchange, sau đó là nhập token contract của X-World Game vào. Và sau đó thì các bạn khi mà có X-World Game trong ví MetaMask rồi thì mua thẻ tại Marketplace. Đây, bấm vào Marketplace. Các bạn có thể lấy X-World Game, token X-World Game để mua thẻ ở đây. Đó, một thẻ trị giá khoảng từ 60.000 đến 100.000 đến 200...
60 đến 250 đến 890 mấy X War Game cũng có. Đó là các bạn phải mua card. Vẫn chưa lót xong. Rồi, thì kiếm tiền từ X War Game như thế nào ha? Có nhiều cách. Cách thứ nhất đó là các bạn staking. Mua card xong là các bạn sẽ staking. Các bạn vào web này. Đây, các bạn vào web này, connect với ví, sau đó sẽ vào mục Expedition. Rồi sau khi mà load xong thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây, mục Expedition. Các bạn vào mục này, sau đó chọn thẻ và nhấp vào Expedition là xong. Đây là mình không có thẻ. Nếu mà các bạn có thẻ thì nhấp vào, sau đó sẽ bấm Expedition là xong. Đây, mình chưa có card cho nên không bấm được. Rồi tiếp theo đó là các bạn chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ. Thì chiến đấu thì chúng ta có thể vào phần Mission, Daily Check. Đây, mình sẽ check in chẳng hạn. Sign. Đó, mình sẽ check in. Xong rồi làm Daily Task để kiếm thêm credit. Đây là những Daily Task mình sẽ làm để kiếm thêm credit. Và mình có thể đi chiến đấu để kiếm thêm X-War Game chẳng hạn. Mình sẽ vào phần Battle. Mình sẽ vào phần battle. Đó, mình sẽ đi chiến đấu để mình kiếm được X-War Game. Nếu thắng thì bạn sẽ nhận được 0.02 X-War Game. Còn nếu thua thì sẽ bị trừ 16 XP điểm kinh nghiệm. Ok, nãy giờ nó có nhạc. Rồi, một battle để chiến đấu ha. Game sẽ match đối thủ có level tầm với bạn. Chiến thuật khi kiếm tiền X-War Game, cách tốt nhất và lợi nhuận nhất theo con số 8 viết đó là staking thẻ. Mỗi thẻ sẽ có khả năng farm ra X-War Game khác nhau. Đây sẽ là một cái bạn mẹo chơi, đó là các bạn có thể thấy một thẻ rare farm được 25 X-War Game, thẻ epic farm được 50 X-War Game. Như vậy thì một thẻ epic sẽ bằng hai thẻ rare. Thì mọi người có thể vào marketplace để tìm mua hai thẻ rare sao cho cái giá của nó cộng lại rẻ hơn một thẻ epic, thì sẽ đỡ tốn một phần X-War Game và về vốn nhanh hơn. Đó các bạn, đây là một cái tips cho admin sau khi mà chơi X-War Game xong tổng hợp lại được. Ok, đây là một game thuộc dạng game card. Bạn mua card, mua thẻ bài để các bạn đánh, các bạn staking để kiếm được lợi nhuận từ X-War Game. Bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể vào bài viết và website để tìm hiểu thêm nha. Tiếp theo, game thứ 5 mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là Crusader of Crypto. Đây là thuộc thể loại free to play. Mọi người có thể vào phần website. Đây là website kiểu như là design và nhận diện thương hiệu. Nó khá là old school ha, kiểu hồi xưa mình chơi những cái game á. Đây là roadmap của họ. Các bạn có thể thấy là quý 3 thì họ sẽ audit, rồi đến quý 4 họ sẽ launch game NFT marketplace partnership vân vân. Mình sẽ vào trên cùng, bấm vào play. Sau khi mà trải nghiệm gameplay này thì mình đánh giá game khá là đơn giản và dễ chơi. Nó giống cái giao diện game hồi xưa, khi mà bạn có thể đi di chuyển bằng chuột hoặc là bằng bàn phím, nút đi lên đi xuống cũng được. Mình có thể play at guest hoặc là log in bằng ví MetaMask. Đây là game mà bạn sẽ đi thu thập những cái vật phẩm trong game. Mình sẽ chọn level normal và mình thử chơi cho các bạn xem. Đây là nhân vật của mình và mình sẽ đi qua đi lại để mình thu thập những cái vật phẩm trong game nha. Mình sẽ gặp những con thú, nó cản trở trên đường đi của mình. Sau đó là mình sẽ tìm cách né khỏi nó. Ôi, lại gặp tiếp. Rồi, đó. Thì những vật phẩm này họ chưa có marketplace nha. Đến quý 3 hay quý 4 họ mới ra marketplace. Cho nên là những vật phẩm mà bạn collect được á, bạn chưa có thể bán ra ở trên marketplace được. Rồi, cái giao diện game nó khá là đơn giản như thế này thôi, cho nên mình chắc là sẽ không review gì nhiều và sẽ kết thúc tại đây. Để mình thu nốt hai cái này đã. Để mình thu nốt hai cái túi này. Rồi ok. You've died, chết rồi. Mình sẽ return to the main menu. Mình sẽ bấm vào log in. Các bạn có thể vọc ở trên cái giao diện này như là Home Dragon thì làm một cái hướng dẫn cho các bạn chơi, hướng dẫn là mình sẽ có những cái vật phẩm gì cần thu thập trong game, những cái đồ gì, hoặc là mình sẽ exit nha. Rồi, có rất là nhiều bạn hỏi là vậy thì earn ở chỗ nào, tức là kiếm tiền từ chỗ nào, đúng không? Kiếm tiền từ chỗ nào? Và recently share này cũng chưa có gì hết. Đây, chưa có gì hết. Nói chung là game này khá là mới á, chưa có gì nhiều.
earn ở chỗ nào thì các bạn vào cái Telegram của nó. Đây, open. Đây, sẽ có những thông báo mỗi tuần là họ sẽ tổ chức một cái prize, là một cái giải thưởng, sẽ bao gồm ví dụ như giải thưởng tuần ngày 3 tháng 8 là 2,5 BNB. Nếu như mà bạn lọt vào top 25 người chơi sẽ được nhận 1 BNB cho mỗi người, hay là 2,5 BNB donate cho Game Wallet. Đó, tức là mỗi tuần, mỗi tháng họ sẽ tổ chức một cái giải thưởng như vậy. Bạn tham gia chơi, bạn lọt top rank cao thì bạn sẽ nhận được phần thưởng từ người tổ chức, là có thể từ 1 đến 2 BNB chẳng hạn. Nếu như bạn không biết cách chơi thì họ sẽ hướng dẫn cho bạn, đó là visit web, sau đó là login wallet, rồi choose difficulty, là lúc nãy mình đã chọn normal hay là khó hay là gì đó đó. Xong rồi bấm, sau khi mà các bạn chơi xong thì các bạn bấm save and share. Đó, nếu mà save and share, your winner score should show up within a couple of minutes in the leaderboard. Đó, nó khá là đơn giản và dễ hiểu. Gameplay, tất cả mọi thứ khá là đơn giản, cho nên là bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi roadmap cũng như là vào Telegram channel của Crusader of Crypto theo dõi nha. Ok, và trong video ngày hôm nay thì mình đã cùng nhau đi qua hai game tiếp theo, đó là X-Word Games và Crusader of Crypto. Mình sẽ bấm dấu tích vào đây. Và các bạn đừng quên đó là tìm cái file Excel này ở bên dưới phần description để cùng nhau follow và theo dõi chuỗi series top 20 game này nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm nút like và subscribe để ủng hộ Jenny ra tiếp những video tiếp theo cho các bạn cùng xem nha. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Thank you so much for watching. Và hãy nhớ đó là bấm nút cái chuông ở bên cạnh Co68 TV để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ video nào của các admin Co68 cũng như là Jenny nha. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.